Vâng, chào các bác nhá. Thì hôm nay mới hửng nắng lên sau một tuần các bác. Một tuần dòng dã là nó quất cho em tơi bời khói lửa. Thì hôm nay là hửng nắng lên một cái đây. Chiều nay em tranh thủ em phun luôn. Đấy, vừa rồi là nó mưa ghê quá các bác. Chỗ em nó mưa dòng dã mất 56 ngày rồi đó. Coi như là hết một tuần luôn. Thì những cái nứa bông bông đầu gần như là nó bị nhũn hết cánh các bác. Bị nhũn hết cánh. Đây, những cái nứa bông đầu này chắc là cũng khó đậu đây. Thì em tiến hành em phun. Ngay hửng nắng lên phát em tiến hành phun ngay. Tiến hành phun ngay. Để từ từ để em cho kiểm tra cùng các bác luôn tí này. Đây là nứa bông đầu nó ấy rồi các bác. Cũng có cái đậu các bác nhé. Không phải nó rụng hết đâu. Đó, nhưng mà nó mưa quá. Này. Ui, rụng luôn rồi này. Đây các bác thấy là nấm nó mọc từ những cái cánh hoa này không? Này. Đây này, này. Đen tay luôn này, này. Đấy. Như thế thì khó đậu lắm. Khó đậu lắm. Đây. Này, nhũn cánh luôn này. 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 Đây, cánh hoa mà bét thế này làm sao mà đậu được. Thì chiều hôm nay em tiến hành em phun ngay khi mà nó hửng nắng lên cái. Bớt mưa cái em tiến hành em phun luôn này, nó bét đây này. Đấy. Em phun thì em phun Calibor này, mấy cả thằng siêu lân để cho nó rằng cái đọt này. Đấy. Xong em trộn một ít Anchacol cộng với cả thằng khuẩn Kasugamycin ấy. Đó. Thì mưa này đâm ra là nó rửa trôi hết thuốc sâu các thứ rồi thì nó sẽ có cái con bọ cánh cứng này, cái con bọ vòi voi ấy với cả cái con bọ xít muỗi. Thì em trộn thêm một ít thuốc níu dẫn coi, loại không mùi ấy. Tại sao chúng ta phun không mùi? Vì lý do là mình phun không mùi thì mình mới không xua đuổi cái con ong nó đến nó thụ phấn. Đấy. Nếu mà mình phun cái loại có mùi là nó không đến đâu. Nó không đến thì là chúng ta sẽ khó thụ phấn. Đấy. Thì em tranh thủ em phun, mà phun ấy là các bác phun nhớ này. Trong cái lúc này nữa bất đắc dĩ phải phun thôi. Đấy, chứ còn không ai muốn phun lúc này. Trời ơi, bông nở này mà nó rụng này. Chết người không? Em kiểm tra chỗ này xem nào. Cái rụng lên này. Chà đây xem. Nói chung là cũng có đậu rồi chứ không phải là rụng hết. Ôi trời ơi, đây này các bạn này, nhìn này. Các bạn nhìn này. Đây, cánh hoa này, nấm nó meo lên này. Kinh nhờ, nó mưa nhiều quá mà này. Đấy. Cái này thì đậu rồi. Đây, đây cái này đậu rồi này. Đấy, trái đậu rồi này. Thì em hy vọng là nó nở bông này thì mình sẽ rằng cái đọt đại là ok thôi. Nhưng mà đừng có mưa nữa, với mục tiêu là đừng có mưa nữa. Làm na mùa khô mà cứ như là mùa mưa, sợ thật. Thời tiết năm nay cũng chán luôn. Này. Đấy. Thì những cái bông nó đang như thế này nhá, đang xòe như thế này các bác này. Đấy, đang nở bông này, đấy. Thì chúng ta không được phun ngang các bác nhá. Không phun ngang mà phun chùm lên trên nó cho nó rằng cái đọt này thôi. Đấy, mà sao nó rằng cái đọt lại thì nó giữ bông thôi. Chúng ta không có phun ngang nhé, đừng có thổi thuốc vào đây. Để em tiến hành em phun có xem. Đấy. Đây các bạn này. Đấy, cái cần em phun bằng máy các bác nhé. Máy áp lực cao á. Này. Đó. Em phun giống như kiểu mưa xuống ấy. Đấy. Thuốc sâu lưu dẫn không mùi này. Cộng với Anchacol với... cộng Anchacol mấy thằng khuẩn. Đấy, nó bay bay như thế thôi. Đấy, nó rằng cái đoạn lại. Rồi thằng siêu lân 10-60-10. Siêu lân là 10-60-10 các bác nhé. Nhiều người em nói siêu lân chả biết nó là cái gì. Siêu lân là 10-60-10 á. Có thể 10-5-5 cũng được. 10-5-5-10. Đấy, nhưng mà siêu lân này. Rồi thằng Calibor sữa. Em phun này là Calibor sữa nhé. Đấy, các bác thấy không? Em phun lên trên trời á, nó ướt hết cái đọt luôn. Nhưng mà nó không ướt cái bông bên dưới. Đấy, mình phun như thế. Chứ còn đừng có xả ngang này nhá. Là nó rửa cây luôn ấy. Mặc dù lưu dẫn không độc lắm nhưng mà nó bay các bạn. Nó bị quẩn gió nó bay. Để cố gắng làm video chia sẻ các bác. Đấy, cho nó ướt cái đọt ấy. Mục đích của mình ấy là mình rằng cái đọt này các bác này. Đó. Ừ. T
teo cái lá đấy, cứng cái lá không phải teo, mà những cái đọt nó nhỏ lại là nó giữ được cái, nó giữ cái dàn bông này đấy, mà cái đọt nó nhỏ lại mà dinh dưỡng nó đẩy ra thì nó sẽ đẩy tiếp những nứa bông khác nữa, chứ không phun này. Tại vì nó mưa nhiều lắm các bạn, nó mưa cả tuần ấy. Em nói thật, nếu mà vườn na này của em mà không gặp mưa thì chả phải vất vả thế này, không phải vất vả thế này đâu các bạn. Nhưng mà nó tự dưng nó gặp áp thấp nhiệt đới chứ, mùa khô đã áp thấp nhiệt đới chết người, thật sự là nhiều cái rất khó xử. Phun bằng máy nó nhàn các bạn đấy, cứ đứng đây mình cẩu lên như kiểu có bếp phun ấy. Mà nó là bếp phun thật mà đấy. Cho nó ướt cái đọt trên á, để cho nó đứng đợi đọt lại. Mà phun xa thế này nó an toàn cho người phun các bạn. Các bác sắm một cái máy, một cái súng bắn như em này. Đó, đứng từ xa hơi tốn thuốc một tí. Phun cái này thì tốn thuốc hơn là các bác phun cái bình tay. Nhưng mà nó rất là an toàn này. Bụi mù luôn này. Mình đứng từ xa mà. Mà cây này có thể phun bất cứ cây gì trong vườn được. Này, cái sầu riêng này cao mấy mét có thể bác bóp phát qua ngọn luôn. Thì mình sẽ xử lý được. Đấy, em xin nhắc lại là em phun lần này á, là do nó mưa cả 5-6 ngày á, là em tiến hành em phun chặn đọt. Chặn đọt thì gồm có là siêu lân, kali bo sữa, kali bo sữa, siêu lân và kali bo sữa các bạn. Đấy, đấy là chặn đọt nhé. Nói từ chặn đọt thì nó hơi bị ấy, mà ta gọi là hạn chế, ức chế cái đọt cho nó vợi đi thôi, hòa nhẹ thôi, một ít thuốc sâu lưu dẫn để diệt những cái con bọ cánh cứng, bọ vòi voi. Cái loại lưu dẫn nó không có mùi đâu các bạn. Rồi Anchacol là thuốc nấm, cộng mấy cái thằng thuốc khuẩn. Thuốc nấm cộng khuẩn. Em pha cái loại nào cũng nhẹ thôi, không có phải nặng nhé. Mình phun xương này, tranh thủ lấy là mình phun đi. Thì các bạn cũng thấy rồi đấy, mưa quang. Ui, cây sầu riêng của em nhỏ nhỏ ăn con mà ra hoa gớm. Em phun ức chế đọt của cái na nó bay vào các bác này. Ui, hoa này. Hi. Này. Phun ức chế đọt nhiều á, nó phóng hoa ra này. Siêu lân với cả siêu kali em cứ phun ở thân này nó không ra bông không được luôn ấy. Đấy, mình phun như thế mà không đứng đọt lại thì sao được. Vẫn bị bay vào mặt các bạn. Gió nó quẩn á. Vâng, thì em tranh thủ em phun và em làm cái video này thì trao đổi các bác nè. Mình cũng chưa biết được nó đậu như thế nào, vậy có đủ cái tỷ lệ trái hay không. Tuy nhiên thì khó khăn thì phải khắc phục thôi các bạn. Làm nông nghiệp thì không ông nào nói tài được đâu. Em có thể là hơi xui xẻo tí là gặp cái thời tiết nó không được thuận lợi lắm. Thì hy vọng là cái lứa sau này thì mình sẽ ngon. Cái lứa đầu thì cũng không đến nỗi đâu, kể cả nó mưa nhưng mà mình xử lý nếu mà ổn thì em nghĩ là đây trái đây đấy, đây trái đây này, này nó rụng luôn rồi này. Kệ nó thôi, bông này thì sợ gì, chỉ cần nó lắng lên cho em thôi đấy, nắng lên
mình ức chế đọt của nó này thì mình sợ gì đâu. Đấy. Các bác cứ đăng ký cái kênh Cuộc Sống Nông Thôn của em, các bác xem ở trên đấy là có khá nhiều các cái video em đăng được. Kênh Cuộc Sống Nông Thôn các bác nhé. Em đăng khá nhiều các loại video về cái cây la thái cũng như là một số cây ăn trái khác. Này, cái này thì nó ra bông đây mà nó vừa rồi nó đúng lúc mưa luôn. Hy vọng là nó sẽ đậu. Mà không đậu thì em nghĩ cái dàn sau này mà nó không gặp mưa thì em không sợ lắm đâu. Đấy. Thì mong rằng là nó sẽ dư trái để đi tỉa và quay video cho các bác xem nhỉ. Đấy. Đấy. Cái nà các bác thấy cái tán đẹp không? Các bác làm lá thái á, là các bác nhìn cái cây na này các bác định hình này. Em vẫn kết cây này nhất đấy. Đấy. Vụ sau này em sẽ cắt tỉa cái vườn na của em để em cưa vợi cảnh dưới đây này, em tạo một cái thế nó giống như này. Đấy, nó ra một cái thế cực kỳ đẹp các bác. Vào nhìn cây rất là thích nhá. Đấy. Lên ba cái trụ nhưng mà để tàn nó tỏa rộng ra. Chứ mình không có để cái nhánh ở từ dưới nó tỏa nhiều ra là nó yếu cây lắm. Nó không khỏe cây như thế này các bạn. Chỉ cần hai thân thôi. Đi lên ngoài tỏa nhánh là đẹp rồi. Vâng thế các bác nhé. Em tranh thủ em phun đã. Thì em cũng trao đổi các bác, em có cung cấp cái túi bọc. Túi bọc na thái này. Đấy, túi giấy Đài Loan này. Túi rút này. Túi mùng này. Đấy, túi vải không dệt. Có hết các bác nhé. Đấy, túi bưởi rồi. Túi bọc bưởi nữa. Bưởi da xanh này. Bưởi diễn này. Bọc xoài này. Đấy. Nhưng mà riêng cái túi ni lông bọc ổi này em không có cung cấp nhé. Túi xốp với cả túi ni lông bọc ổi này em không cung cấp. Hai nữa này em cung cấp các cái giống cây trồng, cùng như đặc biệt là cái giống la thái mà da vàng ấy. Đấy, các bác mua cho em là yên tâm, không cần phải lan tan về giống. Đấy, các bác cứ điện thoại cho em vào buổi trưa, buổi tối hoặc vào ngày nghỉ các bác cứ hỏi thoải mái. Đấy, kỹ thuật em sẽ hướng dẫn cho các bác. Kể cả các bác không mua giống của em, các bác điện em hỏi vẫn được ok nhé. Rất nhiều bác là như thế rồi. Đấy, các bác tiện ở gần nhà các bác mua. Nhưng mà lưu ý các bác là mua cho nó chuẩn. Đấy. Còn giúp nhau là chuyện bình thường. Em giúp được cái gì các bác thì em sẽ giúp. Đấy, không biết là nó có đúng hết hay không, nhưng mà ít nhiều thì các bác cũng có chỗ để chia sẻ và trao đổi. Thế còn bảo biết hết thì từ từ mình phải học đã. Mình phải làm đã. Như thế này thì em chắc là em không sợ nó thiếu quả đâu. Đấy, các bác thấy bông nứa hai nó kinh khủng không? Rồi thế các bác nhá, bây giờ em tiếp tục em phun đã, trời sắp tối rồi. Thì các bác cứ đăng ký kênh Cuộc Sống Nông Thôn để các bác theo dõi quá trình em làm. Đấy, vườn na này thì trong vòng khoảng 10 đến 15 ngày nữa là sẽ chốt lại vấn đề là đậu hay là không đậu, đạt hay không đạt là các bác sẽ biết. Đấy, nếu các bác biết thì các bác cứ xem những video của em để các bác tìm hiểu thêm cái kiến thức để về hiểu về cây na thái này. Vâng, chào các bác nhé. Năm nay em đã trên dưới 40 tuổi, em chưa bao giờ em thấy các cái dòng túi bọc xịn sò như hiện nay. Đầu tiên là loại túi giấy tổng hợp từ Đài Loan, phù hợp cho la thái, xoài, bưởi diễn, cho chất lượng cực kỳ thơm ngon, mẫu mã siêu đẹp. Loại thứ hai là túi rút thế hệ mới organic chất liệu từ Đài Loan, mềm mượt cho chất lượng cực kỳ tuyệt hảo. Loại thứ ba là túi cước mịn, phù hợp cho bưởi da xanh, nhít thái, phòng ngừa sâu bệnh, ruồi vàng cho chất lượng không thể chê vào đâu được. Các bác gọi số điện thoại trên màn hình hoặc để lại số điện thoại ở phần comment, em sẽ gọi lại nha.